Mến chào quý cô chú, hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Cường Lê ở lớp bò Đồng Tháp nha quý cô chú. Hôm nay tiếp tục có một số hoa mẫu đơn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Mình xem ý cây nào thì cứ liên hệ nhà vườn nha quý bà con. Rồi, chào anh Cường. Chào Pháp Thái, chào quý bà con trên kênh YouTube của Pháp Thái. Hôm nay nhà vườn lớp bò có lên một số bông trang mẫu đơn lá chung giao lưu đến toàn thể bà con cô bác gần xa. Số điện thoại và số Zalo của nhà vườn là 0907 633 25. Kính mong bà con vô xem và ủng hộ nhà vườn. Rồi, đầu tiên mã số 1 là một cây vàng sọc ghép. Vàng sọc cánh bầu nha quý bà con. Cánh bầu bông đậm bà con ơi. Quả xá cây này cái form rồi. Cây có chiều cao 90. Cái phôi nhớ của nó thì được 10 hoành bà con ơi. Này thất thân khoảng 1 tấc anh, chưa khui đế nha. Cây này thì theo như con lại cái form tàn rất là đều, nhưng mà Pháp Thái nó là thôi khỏi canh, khỏi con, để cho quý bà con mình về trồng vô dây nha. Mặt hoa để mình zoom máy cho quý bà con mình xem tham khảo nha quý bà con. Này, cánh hoa cánh nào cũng chuẩn hết trơn nha. Cái này về quý bà con mình thích thì con, không để y gan vậy đó. Rồi giá luôn cưng. Mã số 1 cây vàng sọc ghép này em giao lưu bà con là 600k bao phí ship cho bà con. Rồi, cây này nếu như mà con lại cái đọt thì nó rất là đều, nhưng mà thôi để cho quý bà con mình về có nhân giống thì nhân. Ồ, cái form thấy ghê không. Tiếp theo em lên mã số 2 cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ hoa máy đẹp bà con ơi, màu vàng chân đỏ son ha, kết hợp hai màu đỏ và vàng. Cây này cây lứa và cái form rất là gom nha quý bà con, tới cái hoa nó tàn là vẫn đẹp nha, có cái hoa nở rất là to. Chiều cao luôn anh, cây có chiều cao 90, thốt thân 20, thân hơi lắc nhẹ tí ha. Cây này củ nở đế đẹp, cây này sáu hoành bà con, đế nó chạc nè quý bà con. Đây mặt đây trở lại cái hoa sẽ hoa, đây hoa nó to là bằng cái găng tay mình. Rồi giá mã số 2 luôn anh. Cây vàng son Cần Thơ mã số 2 này em giao lưu bà con là 350k bao phí ship cho bà con. Đế em đế rất là đẹp nha, cây này đế nổi. Mã số 3 em lên giao lưu bà con là cây Mỹ Trắng. Mỹ Trắng lá Mỹ Hồng, cây này một cốt và cái phơm tàn thì tứ diện nha, giót đọt chủ luôn. Cây có chiều cao 80, thoát thân 30, cây này chắc bốn hoành bà con ơi. Mỹ Trắng lá Mỹ Hồng hoa rất đẹp nha, rồi trắng tinh khiết luôn, giá luôn anh. Mã số 3 em giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con. Dòng Mỹ Trắng ha, hoa màu trắng tinh khiết ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 em xin giao lưu bà con là cây cánh kép. Vàng cánh kép, vàng. Ủa, kim vàng, cúc. Vàng cánh kép, vàng kim cúc. Vàng dĩ vàng. Cây đang có hoa nha quý bà con. Đây mặt hoa nè, vàng kim cúc màu hoa rất là tươi ha, cánh kép. Cây có chiều cao 55. Cây này được 5 hoành bà con ơi. Thoát thân khoảng 1 tấc ha. Cái này tàn thông nhỏ gọn gọn đẹp. Này để ban công vườn nha quý bà con. Rồi giá luôn anh. Mã số 4 cây vàng cánh kép này em giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con. Rồi 300.000 bao phí ship một cây vàng kim cúc. Tiếp theo mã số 5 em giao lưu bà con là cây vàng Đài Loan. Dòng này lá xanh đậm nha quý bà con, xanh đen luôn. Lá xanh đậm vậy nè, búp màu xanh giống như vàng Pháp vậy đó. Cái này tàn cũng tứ diện bà con. Cây có chiều cao 1m1, thoát thân 60. Cây này thuần lâu rồi nha. Cây này gần 5 hoành bà con ơi. Cây này đưa lên chậu lâu rồi, nó tột nhảy rồi. Đây mặt hoa nè, hoa rất đẹp nha, màu vàng cực gỡ. Rồi giá luôn anh. Mã số 5 cây vàng Đài Loan em giao lưu bà con là 300k bao phí ship cho bà con. Tiếp theo em lên giao lưu bà con mã số 6 cây hường sọc 4 mặt bông. Cây này cánh hoa đang là hồng sọc nha quý bà con, cánh hoa rất đẹp nha. Đây. Hoa rất nét nha.
Cây có chiều cao 1 mét, thốc thân 40. Cây này 6 hoành bà con ơi. Này đế còn sâu nha quý con, chưa khui nha. Rồi giá luôn anh. Mã số 6 cây hường sọc này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 7, cây vàng sọc cánh bầu. Cây đang có mặt hoa nha. Cây có chiều cao 80, thốc thân 30. Cây rin 1 cốt. Cây lứa nha quý con, cây mặt hoa nè. Lên rất là đậm nha. Cái này chắc 4 5 hoành. Cái này 4 hoành bà con ơi. Một cốt phơm tàn đều ha. Cánh rất là to, rồi giá luôn anh. Mã số 6. Mã số 6 em giao lưu bà con là 400k. Mã số 7, mã số 7. Mã số 7, mã số 7 cây vàng sọc cánh bào này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Nở cái hoa rất là đẹp ha. Tiếp theo mã số 8, cây Mỹ Hường. Mỹ Hường lá Mỹ Cam. Màu hoa dòng này rất là nhu nha. Lên kẹo búp hết trơn rồi. Cây nào đọt nào cũng có búp chân. Đang có nở 3 cái hoa, 4 cái hoa. Cây có chiều cao 1 mét, thốc thân 55. Cây này hoành gốc nó to nha bà con, mười hoành lắm. Bông hoa rất là tươi nha. Dòng này bà con sưu tầm rất là đẹp, màu hoa rất là nhu. Rồi giá luôn anh. Mã số 8 cây Mỹ Hường nè em giao lưu bà con là 200k. Tiếp theo em lên mã số 9, cây Hường sọc. Sọc 4 mặt hoa. Cây lứa phơm tàn như cây dù ha. Mặt hoa nào quý bà con. Đang là hồng sọc ha. Đây, cánh hoa này. Cây có chiều cao 1 mét, thốc thân 55. Cây này cái đế hoành còn sâu nha, mình đo đại diện trên mặt đất. Đo trên eo thôi. Cây này gần 6 hoành mà con ơi. Đây nè, cái tược nó còn sâu ở dưới nha, chưa khui. Rồi giá cho mã số luôn anh, hường sọc. Cây hường sọc mã số 9 này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo em lên mã số 10 là cây vàng son Cần Thơ, cây đang âm nụ hết luôn nha bà con. Mỗi đọt mỗi nụ ha. Đây, mấy cái tược non nó lên một chùm nè quý bà con. Nụ về về là nó rực rỡ hết trơn. Nở một cái hoa thôi là đủ đẹp rồi. Cây có chiều cao 70, thốc thân 25. Cây này hơn 4 hoành bà con ơi. Đây như cây gọn gọn vậy, nó nở một nhánh cái hoa vậy thôi là bà con thấy nó nổi nguyên một khung trời luôn. Một cốt sạch nha, 4 hoành. Rồi giá luôn anh. Mã số 10 cây vàng son Cần Thơ giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 em giao lưu bà con là cây Mỹ Tím tàn thông nha bà con. Dốt đọt luôn nha. Cây có chiều cao 1m25. Phải nói cái lô này thì tàn rất là đẹp. 40. Mỗi đọt mỗi búp hết trơn nha quý con. Lên đóng nút hết trơn rồi. Đây Mỹ Tím cái hoa nè. Hoa rất là tươi, dốt đọt lên luôn. Này về nhà quý bà con là nở rực hết trơn rồi. Mỗi đọt 6 hoành bà con ơi. Mỗi đọt là mỗi nút luôn. 6 hoành, thốc thân 40, tay cạnh tứ diện giót đọt. Rồi giá luôn anh. Cây rất là đẹp. Mã số 11 cây Mỹ Tím nè em giao lưu bà con là 500k, bao phí ship cho bà con. Hoa kẹo búp hết trơn. 500.000 bao phí ship. Nhẹ ha. Tiếp theo mã số 12 em giao lưu bà con là cây vàng sọc cánh bầu. Cây này phơm tàn đều đặt nha. Cây cũng đang ôm bông nữa bà con. Bộ hoa quá đẹp.
khi mà bà con để nắng nhiều thì nó sẽ lên cái sọc rất là đậm như thế này nha. Đây là chung một nguồn trong vườn, nó thái cắt vô lên sọc đỏ rất là đậm luôn. Cây lứa phơm tàn về là đạt nha quý bà con. Về bà con cắt tỉa ha, vô dây xương xương lại là thành cây dù luôn. Cây có chiều cao 80, khóc khăn 30. Cây này 6 hoành mà con ơi, một cốt hoành lớn. Rồi, giá luôn rồi. Tàn dù luôn. Mã số 12 cây vàng sọc cánh bầu nè, em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Mã số 13. Mã số 13 em giao lưu bà con là cây vàng cánh kép. Cây một cốt sạch ha. Đây có hoa nè. Hoa vàng cánh kép, cái cánh rất là đẹp nha quý con. Hai tầng, ba tầng luôn. Cây có chiều cao 60. Thốt thăng 30. Cây này 5 hoành bà con ơi. Rồi giá luôn anh. Mã số 13 em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo mã số 14 giao lưu bà con là cây phụng hoàng kim. Cây này nó có xu hướng chuyển sang cái màu hường nha quý bà con. Cây có chiều cao 50. Cây này một cốt khó khăn thấp nha bà con. Đây con thấy nè, cây này được 4 hoành mà một con ơi. Cánh qua màu hường ha. Đây kẻ búp chân, đặc biệt dòng này cánh tròn ha, cái búp nó tròn do luôn. Một cốt 4 hoành, trung họ với phụng hoàng cam nha, phụng hoàng kim màu hoa màu vàng. Rồi giá luôn anh. Cây này nhỏ mã nhỏ xinh xinh ha. Mã số 14 em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Cây này bà con để ban công thì cực kỳ đẹp luôn. Dòng này nó không có phượt như những dòng kia nha. Mã số 15 em giao lưu bà con là cây Mỹ Hương. Mỹ Hương phơm tàn đang hoa cực kỳ ha. Đây. Cây có chiều cao 90, thốc thăng 45. Cây này hoành lớn, cây này 8 hoành lắm bà con ơi. Hoa bà con thấy nè, cái hoa một tay mình không giáp nè. Rồi giá luôn anh, Mỹ Hường. Mã số 15 cây Mỹ Hường em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 16 em giao lưu bà con là cây Hường Sọc. Cây này mặt bông đẹp nha bà con. Có một số mặt hoa, cánh hoa nó đang là vàng sọc đầy đầu luôn quý bà con. Cây có chiều cao 1m1, thốt thăng 70. Cây này gốc nở chạc đẹp, eo em đo được 6 hoành cũng nở nha, đế chân voi chưa có thốt thân, một cốt sạch. Đây cho cái hoa các anh xây hoa. Đây mặt hoa là quý bà con, cánh rất là đẹp nha. Trong đây nè. Đây cánh rất là sắc nét nha. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 16 em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo em giao lưu bà con mã số 17 vàng son hoa mai. Cây này có phơm tàn lùng lực nha, cực kỳ đẹp bà con. Này mặt bông đẹp lắm bà con, phơm tàn xòe ha. Cánh hoa thì có 5 cánh 4 cánh nha quý bà con, tỷ lệ 5 cánh thì ít hơn cánh hoa, nó dày nó khít ha. Nè. Hoa cũng to lắm nha. Cây có chiều cao 60. Này một cốt bự nha bà con, mà em đo cái thằng trong mà cái này 5 hoành bà con ơi. Bên này con tược nó lên thẳng rồi bà con, về chiếc cái tược này ra vẫn giữ được cái phơm tàn nha. Rồi giá luôn anh. Mã số 17 cây vàng son hoa mai. Vàng son hoa mai em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi cây rất đẹp nha, phơm tàn đều đặc luôn, một cốt. Tiếp theo mã số 18 em giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ cây này tược cũng phượt rất là mượt ha. Cây có chiều cao 1m, thốt thăng 15.
này về bà con mình có thể lựa chọn là mình chiết ha, chiết nhánh cái này tới 6 hoành lận bà con ơi. Đây hoa vàng son Cần Thơ này. Hoa rất là to rất đẹp, này thất thân phán 15 rồi giá luôn anh. Mã số 18 cho vàng son Cần Thơ này anh giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi mã số tiếp theo, mã số 19 em giao lưu bà con là cây hường sọc, cây có phơm tàn cây dù nha, có một cái hoa nở đại diện cho bà con mình xem luôn, thân hơi lắc nhẹ ha, cây có chiều cao 1m, thóc thân 45. Rồi xây cái mặt hoa ra giùm em anh, con cánh hoa nở cánh này rất là đẹp nha quý bà con, to ha, còn nhiều loại là ôm búp. Mình neo cây này lực nha, cái này gần 7 hoành lận bà con ơi, một cốt sạch dốt lên luôn, lên trên phơm tàn đông đặc. Rồi giá luôn anh, mã số 19 cây hường sọc này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi mã số 20 em giao lưu bà con là cây hường sọc, hường sọc nữa. Cây này cái phơm tàn rất là đều ha, gom con xem tham khảo nha, đây cái phơm tàn nè rất là đặc và cánh hoa này cũng rất là đẹp nha. Cây này cái phơm thì lùn hơn mấy cây kia, cây có chiều cao 80, thốt thân 30. Đây cánh hoa nè quý bà con, lên cái màu rất là đẹp nha. Cây này 6 hoành bà con ơi, một cốt 6 hoành thốt thân thoáng luôn. Vậy bà con có thể nhấp cái tược này nè, cái nhánh này nha, ra nha, là phơm tàn lên đây nó đặc gom. Rồi giá luôn, mã số 20 cây hường sọc em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Mã số 21 em lên giao lưu bà con là cây mỹ tím, cây rất là mượt ha, tàn thông giót đọt đông đặc cành luôn rồi bà con, cành đông đặc luôn, không còn lỡ hở luôn. Hoa mỹ tím thì rất là giống tím sen Vĩnh Châu nha. Cây có chiều cao 1m, thốt thân 20. Cây này 6 hoành bà con ơi. Đây, hoa mỹ tím nhìn rất là giống tím sen Vĩnh Châu. Trên tay có thấy là hoa tím sen Vĩnh Châu và con thấy hai cái màu nó rất là giống nhau nha. Rồi giá luôn anh. Cây mã số 21 cây mỹ tím này em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Rồi mã số 22 em lên giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ, cây lứa đang có hoa nha, cái búp này nó nở là chừng nữa là to lắm nha quý con, một gan tay mình không giáp luôn á, cây lứa hoa nó rất là to. Cây có chiều cao 80, thốt thân 15, cây đang âm nụ nha bà con, cây này được 4 hoành. Đây là mình demo ha, cái hoa chừng nó nở về bà con thấy rực rỡ cực kỳ đẹp. Rồi giá luôn anh, mã số 22 cây vàng son Cần Thơ em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 24 em giao lưu bà con là cây vàng sọc đậm cánh bầu, cây lứa cây rin nha quý bà con, một cốt phơm tàn thì đang nở hoa ba cái hoa đại diện. Đây, cánh hoa này. Cây có chiều cao 85, thốt thân 40, cái này hơn 4 hoành bà con ơi, cây lá xanh mướt nha, mấy cái tột còn lại là nó ôm búp hết trơn nha quý bà con. Rồi giá cho cây vàng sọc luôn anh, cái vàng sọc mã số 24 mà em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Rồi mã số 23 mã số 23 nha bà con. Rồi một cây vàng sọc tiếp theo, mã số 24 em xin giao lưu bà con là cây pháp tím đang ôm nụ kẹo búp hết trơn. Còn pháp tím hoa rất là to nha, cũng chung một cái màu với tím sen Vĩnh Châu nha quý vị con. Đây hoa khi mà nó sung sức nè, cây này cái phơm tàn nhỏ đẹp nha bà con,
dáng hơi bay bay ha. Cây có chiều cao 45 trên một chục cái búp nha quý bà con. Đây. Cái này gần 5 hoành bà con ơi, một cốt. Đây, dáng hơi bay bay ha. Về bà con có thể trồng chỉnh sửa lại đứng lên hay là dáng bay cũng đẹp ha. Rồi, giá luôn. Mã số 24 cây Pháp Tím này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 25. Cây hương sọc. Cây hương sọc. Cây này cây ghiên anh. Ghiên. Cái này trồng đợt đầu lắm bà con ha. Trồng đời đầu ha, rất là lực ha. Mặt hoa đang là hồng sọc nha quý bà con. Cây có chiều cao 1m. Thốt thân 30. Đây, mặt hoa nè. Hoa rất là đẹp nha. Hoa rất là chuẩn luôn. Cây này cây lứa trồng cái đợt đầu nên có cái dòng này nó lực lắm. Đây, mặt hoa nè. Hồng sọc. Em đo quả neo này được 11. Cái gốc đẹp lắm nha bà con. Đế nó chạy tứ diện hết trơn nha. Đây, đế chân voi. Chạc cũ nữa, này chưa xịt. Này thoát thân con tầm khoảng 30. Mặt hoa rất là đẹp, đang là hồng sọc. Rồi giá luôn anh. Mã số 25 cây hường sọc 4 mặt bông này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Cây mã 25 này cây cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Kính mong bà con vô xem và ủng hộ nhà vườn. Rồi, hẹn gặp lại quý bà con vào clip tiếp theo nha. Pháp Thái TV cùng với nhà vườn chân thành cảm ơn quý bà con đã ủng hộ nhà vườn. Nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip giao lưu trên kênh của Pháp Thái TV nha. Hẹn gặp lại quý cô chú vào clip tiếp theo.